Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Trước khi đến những cái sự kiện nổi bật thông tin về tình hình cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, đặc biệt là cái nơi mà đang được nhiều người chú ý, đó là cái thành phố Kharkiv. Và bây giờ chúng ta đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Trong mấy ngày gần đây đó, thì trong diễn đàn của chúng ta thì Nguyên đã đọc rất là nhiều comment của mấy bác, đó là cái sự bận tâm của mấy bác về tình trạng của Ukraine. Đặc biệt là chúng ta nhận rất là nhiều tin xấu về tình hình cuộc chiến. Đặc biệt là những bản tin mà Nguyên nói nó có phần thật và giả. Thì các quý vị biết là thông tin lúc nào cũng vậy hết, nó có tin thật và tin giả, và nhiều khi giả và thật nó lẫn lộn và chúng ta cũng khó thể nào mà phân biệt. Rồi tin tức nó dồn dập làm cho chúng ta khá là hoang mang về tình trạng của Ukraine như thế nào. Đặc biệt là những ai đã yêu mến Ukraine thì trong những cái mấy ngày gần đây thì cái tình trạng mà cái thành phố Kharkiv đó, là thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở gần biên giới của Nga đã bị đe dọa với những cái quy mô tấn công thường xuyên càng ngày càng lớn, và những thông tin của Nga công bố thường xuyên là rất là xấu cho Ukraine. Thí dụ là binh sĩ sợ hãi, Ukraine đã bị vỡ trận, phòng thủ của Ukraine đã bị vỡ, vân vân và vân vân. Nhiều tin rất là xấu về Ukraine, đặc biệt là thông tin đến từ Nga, từ Trung Quốc, từ Việt Nam, phải có những cái bản tin đến từ gia thân Nga, họ hay đưa tin đó. Nhưng tình trạng cụ thể nó như thế nào thì Nguyên nghĩ là bữa nay chúng ta đã có một cái câu trả lời. Ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky đã họp khẩn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham mưu trưởng vì cái tình trạng của Kharkiv. Họp khẩn không phải là bởi vì tình trạng của Kharkiv bị khẩn cấp, bị nguy hiểm, mà bởi vì chiến lược của Nga ở tại Kharkiv đã thay đổi, vì chiến lược của Nga Kharkiv không có tấn công nữa. Sau khi 6 ngày liên tục Nga tấn công như là vũ bão, Nga tấn công bum 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 bum, Nga pháo kích, Nga tấn công, Nga thả bom, Nga phải nói là tấn công đủ mặt hết. Và Nga chiếm được vài ngôi làng ở cặp biên giới, thì ngay lập tức sau đó thì Nga lại không có một cái dấu hiệu dồn binh nữa. Và Nga ngược lại, Nga lùi binh và Nga để lại một số binh sĩ ở những cái nơi mà Nga chiếm đóng mà thôi, một số nhỏ binh sĩ ở đó. Mà Nga không có một cái dấu hiệu ùa binh lên tấn công. Và làm cho cái kế hoạch phòng thủ của Ukraine phải thay đổi. Vì cái chiến lược âm mưu của Ukraine là gì? Là dụ cá vào rọ, mà Nguyên đã phân tích rồi, dụ cá vào rọ. Nhưng mà Nga không gớt vào trong cạm bẫy, làm cho những cái hy sinh của Ukraine gần cặp biên giới đã hoàn toàn vô tác dụng. Vì các vị biết là Ukraine đã biết trước cái cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv. Nhưng mà theo vệ tinh cho thấy và theo hình ảnh cho biết là Kharkiv ở gần biên giới rất là lỏng lẻo. Cái phòng thủ ở tại biên giới nó rất là lỏng lẻo. Tại sao vậy? Vì bởi vì lỏng lẻo thì Nga mới đi vào được. Mà Nga đi vào được thì giống như cá vậy đó, phải dụ vào trong một cái xu hướng, một cái hướng, và trước khi Ukraine phản công. Nhưng tiếc thay thì đợt này Nga rất là thông minh, Nga đã không mạo hiểm đi sâu hơn. Nga chưa chắc đi sâu hơn Nga đạt được thành quả, và ngược lại còn có thể mất mát nhiều. Nên Nga đã chiếm được vài ngôi làng là Nga ngừng ngay lập tức. Nên là ngày hôm qua Tổng thống Zelensky đã phải họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tham mưu trưởng ở tại Kharkiv để đưa ra một cái chiến lược khác. Vì Nguyên đã nói đơn giản là không thể để như vậy. Nếu để quá lâu thì Nga sẽ tạo ra cái biên giới mới, nó càng nguy hiểm cho Ukraine trong tương lai lấy lại. Mà nếu mà tấn công bây giờ thì Ukraine sẽ bị thiệt hại khi kẻ địch có thể có khả năng phản kích mạnh mẽ. Nên là ngày hôm qua khá là nhức đầu cho Tổng thống Zelensky. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đã phát biểu cho chúng ta biết tình trạng của Kharkiv ở miền Bắc Ukraine ổn định, khi thấy kẻ địch đã không còn có dấu hiệu tấn công. Ổn định là bởi vì Nga không tấn công nữa. Nga không tấn công nữa thì nó ổn định chắc như vậy, chứ không có gì cả. Vì ngày hôm qua đã có dấu hiệu, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh là thấy cái dấu hiệu là Nga đã lùi binh rồi. Thì bữa nay thì Tổng thống Zelensky phát biểu là ổn định khu vực thì đúng rồi. Nó, vì Nga không tấn công nữa thì nó ổn định. Thì cái điều này nó có thể nói là một cái âm mưu của Ukraine đã thất bại.
Nhưng mà cái điều này nó cũng nói chúng ta biết là Nga không đủ khả năng, với cái số lượng binh sĩ của Nga không đủ khả năng đi sâu hơn. Ngoài cái vấn đề phát biểu của Tổng thống Zelensky á, thì Liên NATO đã phân tích vì tại sao tình trạng của Kharkiv đã lắng động trở lại sau một tuần trong nguyên mạng phép là ngày 10 Tây, bây giờ là ngày 7 Tây là một tuần. Trung Nguyên nhắc là ngày 10 Tây tháng 5 là cái cuộc mặt trận mới của Nga mở ở tại Kharkiv. Và bây giờ nó tạm thời lắng động là ngày 17 Tây, là chính xác là một tuần. Thì theo phía bên nghiên cứu của Liên minh NATO cho rằng cái lý do mà dẫn đến Nga phải ngừng ở tại khu vực Kharkiv là bởi vì nhân lực vũ khí của Nga không đủ để đột phá tiếp tục. Nga không đủ nhân lực và vũ khí bởi vì cái cuộc tấn công gần đây tuy rằng Nga lấy được nhiều diện tích đất đai ở nhiều khu vực, không riêng biệt về miền Bắc và sự miền Đông cũng vậy. Nhưng mà ngược lại Nga tổn thất nặng nề về thiết bị quân sự và nhân lực. Nên bởi vì thiết bị quân sự của Nga không đủ, nhân lực không đủ, nên Nga bắt buộc không thể tiếp tục tấn công. Có nghĩa là cái âm mưu này, theo cái lời phát biểu của Liên minh NATO, thì cái âm mưu mà Ukraine chờ đợi, chính Nga cũng không biết. Chỉ có đơn giản là Nga không đủ nhân lực và thiết bị để tiếp tục tấn công như vậy. Thì cho Nguyên chia sẻ với các quý vị rằng một cái bài toán rất là đơn giản cho chúng ta để chúng ta nhớ. Khi các quý vị tấn công, các quý vị phải có gấp 3 nhân lực và các quý vị phải bắn gấp 3 lần kẻ địch. Nếu các quý vị không có con số đó thì cái cuộc tấn công của các quý vị chỉ là thảm bại. Chỉ là thảm bại. Nên là nếu mà nhân lực đã bị tổn hại và thiết bị bị tổn hại thì Nga không tấn công nữa. Nhưng mà những bản tin cụ thể qua vệ tinh cho biết, và Viện Nghiên cứu Chiến tranh, và tình báo của NATO, tình báo của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Nhưng mà báo của Nga thì vẫn tiếp tục đưa tin, hay là báo Việt Nam vẫn tiếp tục đưa tin là Nga đang tấn công dữ dội ở Kharkiv. Nhưng thực tế đã hoàn toàn từ ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì tình trạng Kharkiv đã hoàn toàn đã lắng động rất là nhiều. Lắng động rất là nhiều. Lắng động rất là nhiều. Và người ta còn cáo buộc một số lượng người dân không chịu rời đi, những cái ngôi làng cặp biên giới không chịu rời đi, và hiện bây giờ nó nằm ở trong sự quản lý của Nga. Thì Nga đang sử dụng những người này trở thành bia đỡ đạn cho cuộc phản công của Ukraine trong thời gian sắp tới. Đối với Nguyên á, thì cái chiến lược của Ukraine á, về khu vực Kharkiv quá mạo hiểm. Mấy ông Ukraine đánh cái gián cược quá lớn là để cho cái phòng thủ ở miền Bắc nó lỏng lẻo, rồi dụ cá vào rọ để phản công. Nhưng mà cuối cùng cái chiến lược của ổng quá mạo hiểm đã dẫn đến Nga đã chiếm được 4 ngôi làng gì đó, 4 ngôi làng ở khu vực cặp biên giới, đã làm cho Nga lấn sân vài cây số gần thành phố Kharkiv hơn. Đó là một cái điều Nguyên nghĩ là không biết ai đưa ra cái ý kiến này, nhưng mà cái ý kiến này nó đã thất bại. Ý kiến này nó đã thất bại nha. Đó là bản tin liên quan đến khu vực Kharkiv. Để cho Nguyên cập nhật là con số người dân sơ tán bây giờ nó đạt đến 12.000 người. 12.000 người đã sơ tán ở khu vực Kharkiv. Rất là tội các quý vị. Thấy những hình ảnh những người lớn tuổi đó, tầm tuổi 60, 60 mấy, 70 rồi đó, phải rời khỏi căn nhà của mình. Thì các quý vị cũng biết là người lớn tuổi rồi, họ ở đâu, họ quen ở đó à. Và họ nói một câu là tôi bây giờ tôi đi tôi cũng chẳng biết đi đâu. Rồi tôi cũng chẳng biết là tôi phải làm cái gì. Cứ giống như là họ bị bơ vơ vậy đó. Tôi phải bỏ hết những cái gì cuộc sống của tôi. Thường là những người lớn tuổi còn trẻ họ đi hết rồi. Thường là mấy cái căn hộ đó là trẻ họ đi từ lâu rồi. Họ đã đi từ lâu rồi. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật những bản tin chấn động khác. Trước khi đến những bản tin chấn động, thì cho Nguyên nói về cái vấn đề căn cứ của Nga ở tại đảo Crimea đã bị Ukraine xóa sổ, và cái thiệt hại bây giờ theo vệ tinh chụp ở đây cho chúng ta thấy như thế nào. Cụ thể bữa nay thì chúng ta có hình ảnh. Thì ngày hôm qua thì chúng ta không có hình ảnh. Trong nguyên nó là cái căn cứ quân sự của Nga ở đảo Crimea ở miền Bắc. Miền Bắc Crimea. Tên là Belbek. Thì cái căn cứ Belbek này đã bị tấn công 3 ngày liên tục. Không phải là một ngày nha, 3 ngày liên tục. 3 ngày nó chìm trong, kêu là chìm trong biển lửa. Nên là cái căn cứ không quân của Nga đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Nguyên phải dùng một câu chính xác là hoàn toàn bị tiêu hủy. Nhưng mà chúng ta không biết cái sự thiệt hại nó như thế nào. Ngày hôm qua thì con Nguyên có cập nhật cho các quý vị là một cái kho đạn hỏa tiễn nó đã nổ rất là lớn, nổ khủng khiếp. Cái kho hỏa tiễn nó là đã nổ.
Nhưng mà bữa nay thì theo vệ tinh chụp cho biết thì ít nhất là 3 chiếc phi cơ, ít nhất là 3 chiếc máy bay, ít nhất tại vì hiện bây giờ nó cũng phải chưa quá rõ, ít nhất là 3 chiếc máy bay đã bị tiêu hủy với bom đạn. Và một hệ thống phòng không S-400, một hệ thống hỏa lực, một hệ thống radar và còn nhiều cái thiết bị khác. Nhưng mà đây là những cái hình ảnh từ vệ tinh chụp xuống. Hình ảnh từ vệ tinh chụp xuống. Nên là nó thực tế thì chúng ta vẫn không thể nào xác định được những cái thiệt hại nặng nề lớn lao như thế nào. Vì nhìn ở trên xuống thì nó cũng có một cái phần không quá rõ các quý vị. Thì đó là cái tình trạng cụ thể của ngày hôm qua mà Ukraine tấn công vào Kharkiv. Để chúng ta thấy rõ được là tuy rằng Nga đang tấn công ở nhiều mặt trận khác, nhưng Ukraine vẫn nhắm vào Kharkiv và không buông tha. Ngày hôm nay thì Ukraine cũng đâu có buông tha cho Nga. Nga công bố hôm nay là lần đầu tiên trong nhiều tháng vừa qua Ukraine đã tấn công với một cái quy mô lớn trên lãnh thổ của Nga. Và Nga công bố đã ngăn chặn 100 chiếc máy bay không người lái. 100 chiếc. Có thể nói đây là những cái quy mô cực kỳ là lớn. Lâu lâu thì Ukraine tấn công mười mấy chiếc, 20 chiếc. Lần cách tháng 3 cách đây là 60 chiếc. Nhưng đợt này là 100 chiếc máy bay không người lái. Wow. Thì các quý vị, có thể nói là Ukraine đã trả đũa một cách sâu vào trong nhiều lãnh thành, thành phố của Nga. Có thể là nhiều thành phố, thành phố của Nga đã chìm trong biển lửa của ngày hôm nay. Và Ukraine tấn công vào những nơi nào? 85% là Ukraine đã tấn công vào những nơi lọc dầu, các quý vị. Nhiều nơi lọc dầu của Nga bây giờ, nhiều tỉnh thành chứ không phải là một tỉnh thành, đã bốc cháy. Nhiều nơi lọc dầu của Nga đã thấy rõ đã bị bốc cháy. Đây là cái quy mô lớn nhất từ đó tới giờ mà Ukraine đã tấn công trong lãnh thổ của Nga. Thì chúng ta cũng biết là Ukraine có tiềm năng, họ có khả năng bây giờ với cái công nghệ của Ukraine và những chiếc máy bay chính Ukraine là người chế tạo. Khi Ukraine sử dụng máy bay không người lái là Made in Ukraine. Yeah. Nên đây là một cái chúng ta thấy rõ là ngày hôm nay thì Nga cũng đã hứng chịu rất là nặng nề. Có thể nói là cái vấn đề mà tiêu hủy mà những cái kho lọc dầu, cái nơi chứa dầu vân vân, nó thường xuyên xảy ra mỗi ngày. Bữa nay thì ít nhất là hai nơi là xác nhận và nhiều nơi chưa được công nhận. Vì Nga lúc nào cũng giấu. Các vị cũng biết là Nga không bao giờ thừa nhận cái thiệt hại hết. Tuy rằng Nga, thí dụ là căn cứ không quân của Nga đã được vệ tinh, Nga không bao giờ thừa nhận, Nga chỉ nói là bị tấn công. Nhưng chúng tôi ngăn chặn lúc nào cũng thành công hết. Nga lúc nào cũng nói là cái cuộc tấn công của kẻ địch, chúng tôi đã ngăn chặn thành công. Nhưng thực tế chúng ta đều biết cái điều đó nó không đúng sự thật. Và hiện bây giờ thì ít nhất là hai nơi lọc dầu của Nga đã bị thiệt hại. Thành phố Belgrade nhiều nơi đã bị chìm trong biển lửa. Cũng chưa biết rõ là Belgrade đã bị thiệt hại cái gì. Nhưng mà cuộc tấn công của Ukraine cực kỳ lớn trong quy mô của ngày hôm nay. Chắc là các quý vị sẽ hỏi Nguyên là tại sao không tấn công ở tại những cái nơi giao tranh mà lại đánh sâu vào trong? Vì phải đánh vào cái túi tiền của Nga, các quý vị. Hiện bây giờ Nga ban giao với Trung Quốc bằng cách gì? Nga ban giao với Ấn Độ bằng cách gì? Nga ban giao với những cái quốc gia mà Nga còn tìm ra được nguồn tiền bằng cách gì? Bằng dầu khí. Nga không trả bằng tiền được thì Nga phải trả bằng dầu khí. Dầu khí. Nên là Nga trả bằng dầu khí. Nên là cái điều đó thì đánh vào cái hạ tầng của Nga thì Nga không còn có năng lượng để trao đổi. Nga không còn có năng lượng để trao đổi. Nên là khi Nga không còn năng lượng để trao đổi thì chẳng có ai chơi với Nga và Nga không còn tiền để cung cấp cuộc chiến tranh. Nó đơn giản là như vậy. Đánh vào cái túi tiền của Nga. Đánh vào cái túi tiền của Nga để cho cái túi tiền của Nga nó hao hụt. Tại sao là bổ nhiệm bỏ ông Seru mà bỏ ông tài chánh, trong đó cũng có một cái nguyên nhân lý do và tài chánh nữa. Vì ông Seru không giỏi về tài chánh mà quân đội bây giờ tốn kém nhiều quá. Quân đội bây giờ tốn kém nhiều quá, đó cũng là một nguyên nhân và lý do tại sao bỏ ông Seru và thay thế cái người tài chánh vào, là bởi vì chi phí cho quân đội của Nga theo nguồn tin cho biết đã nhân lên gấp 3 lần trong thời gian gần đây. Nên là cái điều đó là chúng ta thấy rõ được là cái biện pháp đánh vào dầu hỏa của Nga cũng là một biện pháp
cực kỳ là thông minh, nhưng ngược lại là một con dao hai lưỡi. Nó đau cho nghe và nó xót ruột cho chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta phải ảnh hưởng với cuộc chiến tranh. Người dân trên toàn cầu của thế giới sẽ bị ảnh hưởng với cái cuộc chiến này. Đó, đau cho nghe mà xót ruột cho chúng ta. Cứ mỗi lần mà tấn công vào dầu hỏa của Nga thì cổ phiếu dầu hỏa, thị trường dầu hỏa nó sẽ tăng vọt, nó sẽ lên giá, làm cho chúng ta cũng bị xót ruột khi mỗi lần chúng ta đi đổ xăng. Đó, khi đâu phải đổ xăng đâu, bình ga nó cũng lên, ga nó cũng lên, kêu là năng lượng điện nó cũng lên, cái gì nó cũng lên, nó chung chung là nó lên điều, làm chúng ta cũng xót ruột và đau đầu các quý vị. Nên là cái điều đó thì đây là cái phương pháp mà phải nói rằng là cái lệnh trừng phạt của NATO đó, họ nhắm vào dầu hỏa của Nga, khí ga của Nga, nó không hữu hiệu. Nó không hữu hiệu bằng Ukraine tấn công. Ukraine chỉ có tấn công mấy ngày thôi, một tháng, hai tháng gần đây thôi, là thấy là tình trạng năng lượng của Nga là tê liệt liền, thấy hữu hiệu liền. Đó, Quy đã nói rồi, cuộc đời ngộ lắm các quý vị, xây dựng thì nó lâu lắm. Nói thật, xây một căn nhà nhiều khi nó cần tới mấy năm, đốt một căn nhà nó chỉ cần có mấy giây. Đó. Tình yêu yêu nhau cua gái cua dữ lắm. Đó, ở nhau một thời gian, một chuyện nhỏ nó có thể xảy ra chia tay. Cuộc đời nó ngộ lắm các quý vị. Nên là sao Nguyên nói phá hoại thì nó dễ, xây dựng thì nó khó. Bây giờ tiêu hủy cái gì nó cũng dễ đó. Tiêu hủy cái gì cũng dễ đó. Một trái bơm, một chiếc máy bay không người lái là xong. Mọi sự việc nó sẽ trở thành tro bụi. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị mến thương những bản tin tranh cãi. Tới ngày hôm nay Mỹ vẫn chưa đưa ra một cái quyết định chính chắn hay là Nguyên kêu là cụ thể về vũ khí của Mỹ. Chắc các vị cũng biết là cách đây một vài ngày thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Blinken, đã ghé thăm Kiev trong một cái giai đoạn đặc biệt, khi giai đoạn mà Nga tấn công dồn dập ở khu vực miền Bắc Kharkiv. Thì trong cái giai đoạn tấn công đó thì cái chuyến đi của ông Blinken, thứ nhất là trong Nguyên nhắc lại là ông ta công bố cái gói trợ cấp, viện trợ khẩn cấp. Thứ hai là ông ta nêu lên cái niềm tin cho người binh sĩ của Ukraine là Mỹ không buông bỏ. Thứ ba là ông ta thúc đẩy đồng minh yểm trợ lẹ hơn. Thì trong cái chuyến đi của ông Blinken thì trong cái giai đoạn đó thì có một cái phái đoàn khác của Ukraine đi qua bên Mỹ, một phái đoàn đại diện Ukraine qua bên Mỹ. Và trong cái thời gian phái đoàn qua bên Mỹ để làm gì? Để mà nói về vũ khí, nói về thiết bị cần thiết, và đặc biệt là họ muốn đàm phán với Mỹ về vấn đề vũ khí của Mỹ có thể được tấn công trên lãnh thổ của Nga hay không. Vì hiện bây giờ cái vấn đề này nó vẫn là cái vấn đề xám. Vấn đề bây giờ trên, các vị cũng biết là chỉ có Anh Quốc là chính thức công bố là tôi đồng ý, Anh có dùng vũ khí của tôi tấn công vào trên lãnh thổ của Nga. Nhưng những quốc gia khác thì vẫn mập mờ, đặc biệt là Mỹ. Thì trong cái bài phát biểu của phía bên phái đoàn của Ukraine, mà khi gặp trực tiếp ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, đó là ông Lloyd Austin, thì họ nói một câu là tôi nói thật tế với các anh, các anh cho tôi một cái cây gậy để đánh chó, nhưng mà con chó nó không ở gần chúng tôi, bây giờ nó cắn tôi, còn nó chạy qua bên kia, chúng tôi không đánh nào đánh được, chúng tôi chọi không được, chúng tôi ngược quýnh không được nữa. Cho chúng tôi cây gậy đánh chó mà không cho tôi đánh chó sao đánh được. Đó. Ê, cái câu đánh chó là Nguyên, chữ chó là Nguyên thêm vô nha. Cái bài phát biểu của ổng là cái cây gậy thôi nha. Nha. Tại vì Nguyên nói cho rõ mấy con mấy bác nào lấy cái bài phát biểu mới mới dịch ra mà không thấy chữ chó, các bác nói Nguyên, sao chữ chó đâu con? Cái chữ chó là Nguyên thêm vô, mà gậy thì quậy đánh chó nghe nó mới hay. Còn mà gậy không thì nó không có nghĩa ý nghĩa gì hết. Gậy là phải dùng đánh chó. Đó, giống như môn phái cái bang vậy đó. Tại Nguyên nói cho rõ, tới nhiều mấy bác đây bắt bẻ Nguyên lắm, lâu mà Nguyên phát biểu rồi xong xuôi rồi dở cái bài phát biểu lên, cái dịch qua tiếng, đâu có chó đâu mày, mày nó bậy rồi, mày nó láo rồi, không có. Nguyên thêm vô, Nguyên nói thêm vô là Nguyên thêm vô thôi. Trong cái bài phát biểu của ổng, ổng chỉ có nói là các anh cho tôi một cái cây gậy nhưng các anh không cho chúng tôi quýnh, nó không tác dụng gì hết. Đó, cái bài phát biểu của phái đoàn của Ukraine đến Mỹ khi gặp ông Lloyd Austin là cái câu văn của ông nói là như vậy. Nhưng mà Nguyên thêm chữ chó vô, anh cho tôi cây gậy đánh chó mà không cho tôi đánh chó thì sao được. Nguyên nói chuyện với các vị trên diễn đàn lúc nào Nguyên cũng phải khẳng định lặp đi lặp lại, vì Nguyên sợ nhất là có mấy bác chuyên gia là Nguyên kêu là sửa lưng đó.
chuyên gia vô diễn đàn là cứ là chờ mà Nguyên sai một cái chữ nhỏ, phát biểu sai, nói sai là hay sửa lưng lắm, nên Nguyên sợ lắm. Thế là Nguyên cái gì mà Nguyên thấy nó không ổn là Nguyên phải khẳng định trước, là Nguyên thêm vào, Nguyên thêm vào cho cái văn từ nó phong phú, cho nó Việt Nam mình thêm mắm thêm muối vô đó, cho nó hấp dẫn thôi, cho nó hấp dẫn, cho nó hấp dẫn chút xíu. Nếu không là chết, mai mốt rồi dạch cái bờ báo nó ra, rồi phi ra là ố không có nghe Nguyên, chết Nguyên nữa. Lên bôi nhỏ Nguyên là Nguyên bịa đặt đồ, dịch không đúng đồ. Ok, Nguyên thì có sao nói vậy à, thêm vô, mình thừa nhận, mình thêm vô đó. Đó, mình thêm vô. Thì cái vấn đề là không được tính chó, nên là ngày hôm nay thì phía bên Mỹ đã phát biểu thêm một lần nữa về cái lập trường. Khi lúc đó ông Blinken, khi ông ta ở Ukraine thì người ta vẫn có hỏi cái câu hỏi đó cho ông Blinken, thì ông Blinken vẫn trả lời mập mờ mà không rõ. Thì ngày hôm nay thì phía bên chánh quyền của Tổng thống Joe Quang Ngũ Giác Đài đã phân tích và chia sẻ chúng ta biết, thì cái lập trường về viện trợ vũ khí cho Ukraine để sử dụng không có thay đổi. Có nghĩa là họ không có khuyến khích, Nguyên phải dùng một câu chính xác là họ không có cấm. Phải nhớ các quý vị là Nguyên phải dùng một câu là họ không có cấm, mà họ không có khuyến khích, vì mục tiêu họ viện trợ cho Ukraine đó là để bảo vệ và lấy lại lãnh thổ của mình. Đó, cho Nguyên dịch nó chính xác là họ không có cấm. Họ nói à, mày mà tấn công trên lãnh thổ của Nga là tao không viện trợ nữa, tao cấm mày sử dụng. Không, họ không khuyến khích, dịch đúng nghĩa là như vậy. Có nghĩa là họ vẫn tạo ra một cái vùng xám, họ không khẳng định, làm cho Ukraine cũng phân vân. Mà lỡ mình dùng vũ khí của Mỹ, cái loại hỏa tiễn mới vừa viện trợ ngon lành cành đào ATACMS mà tấn công trên lãnh thổ của Nga, rồi mấy ổng cúp viện trợ thì sao? Nên là bây giờ khổ cho Ukraine là vậy đó. Cái lập trường của Mỹ về vũ khí nó không rõ. Tôi không khuyến khích các anh dùng vũ khí của chúng tôi tấn công vào lãnh thổ của Nga. Mục tiêu của chúng tôi viện trợ vũ khí cho anh là để cho anh bảo vệ lãnh thổ, mà có thể lấy lại những lãnh thổ cái gì của thuộc về anh đã mất, chứ không phải để xâm lược. Thì đó, cái lập luận của Mỹ nó là như vậy. Nó không cấm mà nó cũng không khuyến khích, làm cho làm người ta có một cái vùng xám mà người ta không biết cách làm sao để cư xử, và làm cho lực lượng của Ukraine dù biết kẻ địch ở đó đó nhưng không tiêu hủy được, tức lắm. Thì các quý vị cũng biết đó, muốn phối hợp thành công thì phải có hai vũ khí tấn công, đó là máy bay không người lái và hỏa tiễn, mới có thể đánh lừa cái hệ thống phòng không của Nga dễ dàng. Có nghĩa là gửi một bầy máy bay không người lái để cho cái hệ thống phòng không của kẻ địch hao mòn, sau đó là quất hỏa tiễn vô là chính xác. Chính xác. Nhưng mà cái điều này nó phải có sự chấp thuận, đặc biệt là hiện bây giờ cái loại hỏa tiễn tốt nhất mà Ukraine đang sở hữu đó là hỏa tiễn của Mỹ, có khả năng bắn tới 300 cây số, loại ATACMS mà Mỹ mới vừa viện trợ. Nhưng Mỹ vẫn chưa chấp thuận Ukraine. Đáng tiếc đúng không? Thật là đáng tiếc. Đối với Nguyên tới bây giờ rồi, mấy ổng còn do dự. Nguyên không biết do dự cái gì mà có giờ này mà còn do dự. Thiệt tế luôn, Nguyên cũng không hiểu luôn các quý vị. Tới giờ này rồi, cái cuộc chiến tranh đã 2 năm 3 tháng rồi, mấy ổng vẫn còn không có một cái lập luận chính xác với Nga. Đó là nhiều khi cái đường lối chính quyền của Joe Biden nó ngộ lắm. Một mặt á, thì giúp đỡ Ukraine rất là nhiều, một mặt thì kêu gọi lên án đảng Cộng Hòa là không giúp đỡ Ukraine vân vân, nhưng một mặt khác thì cũng không đối đầu với Nga một cách thẳng, mà vẫn giữ một cái mập mờ. Đó là cái điều đáng tiếc, khi lúc đó lập trường của Anh Quốc rất là rõ. Thọ may mắn, tôi viện trợ vũ khí cho anh muốn làm gì anh làm, anh muốn làm gì làm, thì Nga tấn công vào lãnh thổ của anh được, tại sao anh không tấn công vào Nga được? Đó, cái điều mà lập trường của Anh Quốc họ rất là rõ, họ không có mập mờ giống như ông Mỹ bây giờ. Nên đây cũng là một cái vấn đề khá là tranh cãi, đang được nhiều người chú ý, và nhiều người đang lo lắng khi lúc đó Ukraine có thể đạt được nhiều thành quả hơn nếu Mỹ đồng ý, và Ukraine có thể tấn công một cách thoải mái hơn và không cần lo lắng. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật bản tin chấn động cũng liên quan đến tờ báo của Hoa Kỳ. Thì các quý vị cũng biết đó, là báo nó có nhiều loại báo khác nhau, thì cái quy mô khả năng báo khác nhau, và báo thì nó có nhiều báo lắm, trong báo nó có tình báo nữa. Mấy ông nhà báo ông hay là gì đó,
chúng ta có báo nhà nước, báo báo độc lập, báo tư nhân cũng giống như Nguyên, ví dụ là đang làm thông tin tư nhân nè. Và tất nhiên là cái quy mô của Nguyên là cái quy mô rất là nhỏ, là mình làm theo phần lớn là mình lấy tin lại của người ta, rồi hay là mình lấy tin lẻ hơn thôi, có nghĩa là mình nhận được cái tin lẻ do những cái người tờ báo khác mà mình đóng góp tiền, thì các quý vị biết là lấy tin là các vị phải bỏ tiền. Đâu qua cho các quý vị tin lẻ miễn phí bao giờ. Ngoài các quý vị phải đóng tiền vô trong những cái trang tờ báo và những thì người ta sẽ chia sẻ thông tin của các quý vị. Tất nhiên là cái số tiền nó cũng không có đáng kể, số tiền nó cũng không có đáng kể. Đóng mỗi tháng thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà mình nhận được tin lẻ hơn. Thì Nguyên lấy những cái tin đó là Nguyên chia sẻ với các quý vị. Tất nhiên là Nguyên cũng làm việc lâu năm rồi, thì Nguyên có cái nguồn tin mà mình lấy được tin tưởng, mình biết là cái tin này người này đưa đó, nó cái trang này đưa đó, nó hay là cái nơi mà phóng sự này đưa nó sẽ chính xác. Vì mình tin tưởng cái điều hành và cái khả năng tờ báo chí nó lớn cỡ nào. Thì trong những tờ báo lớn ở tại Mỹ thì chúng ta có cái tờ báo là New York Times, mà mấy bác thì không thích tờ báo này, đặc biệt mấy bác cánh hữu là cho là tờ báo cánh tả, cánh tả bịa đặt, tin không đúng sự thật, ví dụ như vậy. Nhưng mà tờ báo New York Times là một cái tờ báo cực kỳ là lớn, và nó không phải đơn giản là chỉ có tờ báo của Mỹ không, và nó còn mua nhiều cổ phần của nhiều tờ báo khác trên thế giới. Các quý vị cứ thấy mà nó có một cái logo giống nhau, lai lai giống nhau, giống như tờ báo Le Monde rồi đó, của Pháp rồi đó, thì họ có một cái làm ăn chung rất là lớn. Thì bữa nay thì tờ báo New York Times họ đưa ra một cái bản tin, họ nói là họ đã có một cái bản tin rò rỉ, lúc nào cũng tin rò rỉ nha, là tin bí mật, trong một cái buổi họp của Liên minh NATO. Liên minh NATO đã có ý định gửi một nhóm huấn luyện viên cho Ukraine, huấn luyện viên đào tạo binh sĩ cho Ukraine trong những ngày gần kế tiếp, và họ nói họ sẽ âm thầm gửi một số lượng binh sĩ huấn luyện, mục đích đến Ukraine chỉ là huấn luyện và đào tạo binh sĩ thôi. Vì hiện bây giờ nếu mà đào tạo binh sĩ ở nước ngoài cũng giống như đã làm từ những năm đầu tiên chiến tranh đó, năm 22 rồi đó, thì tốn kém thời gian và tiền bạc quá nhiều, và mất quá nhiều thời gian để vận chuyển binh sĩ trở về nước. Nên hiện bây giờ trong cái bối cảnh mà Ukraine đang chiêu mộ binh sĩ, Ukraine đang chiêu mộ binh sĩ nè, để củng cố và phòng thủ vững chắc và để phản công cho mùa hè, thì cần những huấn luyện chuyên nghiệp. Thì hiện bây giờ NATO đang tuyển, họ theo là cái nguồn tin bí mật, đang tuyển một số lượng huấn luyện viên chuyên nghiệp để đến Ukraine và đào tạo binh sĩ Ukraine. Thì cái điều này nó thực tế chắc như vậy, đây là nhà báo họ đưa tin, họ cho là tin mật. Tin mật các vị đúng không? Cái điều là Nguyên nó nói là thì cái tờ báo đây là những cái tờ báo họ đưa tin vậy. Cái tin nhưng mà đưa như vậy đối với Nguyên á, là những cái tin nó không lợi cho phía chúng ta. Chúng ta là phía bên bảo vệ Ukraine đó. Vì Nga đang tìm một cái cớ, một cái nguyên nhân để giải thích là NATO đã vào trong cuộc chiến. Từ đó tới giờ là Nga đâu bây giờ nói là cuộc giao tranh này giữa Ukraine và Nga đâu. Ông Putin chưa bao giờ công bố đây là cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga hết. Ông ta lúc nào cũng nói đây là cuộc giao tranh giữa Nga và thế lực phương Tây. Nên là cái điều đó để các quý vị thấy rõ được là bây giờ nếu mà chúng ta công bố cái bản tin này ra thì có phát diệt gì Putin lấy cái cớ đó mà xác thực đó. Thấy chưa, tụi NATO nó gửi binh sĩ rồi đó. Dù là gửi huấn luyện hay không huấn luyện đi nữa thì họ cũng lấy một cái cớ và đó là một cái bằng chứng. Vừa qua thì họ đã duyện nói là Pháp đã gửi 2.000 binh sĩ thế này thế kia. Có đâu? Có đâu? Quý nó nói là toàn là những bản tin bịa đặt không? Những bản tin bịa đặt không? Nó là nhiều khi á, tờ báo, báo chí đó, họ muốn tìm ra nguồn tin và họ đưa tin đó, nhiều khi làm chuyện tốt đó, để chúng ta biết. Nhưng mà nhiều khi những cái thử việc nhiều khi im lặng tốt hơn nói, hay là chờ làm xong rồi hả nói. Chứ bây giờ chưa làm mà đã nói rồi thì không thể làm được. Nó bây giờ chưa làm mà đã công bố rồi, thế nào sẽ bị tranh cãi. Vì các quý vị biết là NATO không bao giờ đoàn kết dễ dàng được. Bây giờ ông New York Times ổng đưa trước, ổng nói là ổng lấy được cái bản tin trong cái buổi họp bí mật, trong cái buổi họp an ninh bí mật của NATO, và NATO đã đề nghị ra cái vấn đề gửi một số huấn luyện viên đào tạo binh sĩ cho Ukraine để giúp đỡ Ukraine. Thì tại sao mình không làm âm thầm đi?
rồi mấy ông báo chí mấy ông im lặng đi, chừng nào họ huấn luyện xong rồi mấy ông công bố sao cũng đâu có sao. Còn bây giờ chưa gửi, mới đề nghị thôi, mấy ông chia sẻ thông tin ồ ạt rồi, rồi tranh cãi lẫn nhau, rồi cái người phản bác, người không đồng ý, rồi cuối cùng không gửi gì hết. Cuối cùng sẽ không gửi ai hết. Đó là nhiều khi Nguyên nói báo nó cũng có cái lợi và có cái hại các quý vị. Báo luôn có cái lợi và cái hại. Chút nữa chúng ta cũng sẽ có bản tin về báo chứ mà có lợi và cái hại. À, có nhiều khi là mình biết chuyện nhưng mà thôi im lặng là tốt nhất. Không phải là mình giấu chuyện, nhưng mà nó nào nó có cái lợi trong cái tình trạng cuộc chiến. Đáng vậy đúng không? Thí dụ Nguyên nói đi. Các quý vị là người dân, đất nước đang chiến tranh. Các vị ngồi ở nhà, các vị mở cửa sổ ra, các vị ngóng chuyện như là đó. Các vị, ôi trời ơi, lực lượng quân đội kìa, nó đang chở một cái hệ thống phòng không kìa. Các vị chụp hình lên, các vị đăng lên mạng. Nó đang ngồi đây nè. Phải chăng là các vị đang báo cáo cho Nga biết là cái hệ thống phòng không nó nằm ở đâu? Nga nó quất cái bình liền. Đó, thí dụ là như vậy đó, nhiều khi mình có lòng tốt, nhiều chuyện tốt, mình muốn báo cáo tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ là cái lời phát biểu của mình nó có thiệt hại gì không? Cái lời phát biểu mình có thiệt hại gì không đã? Đó. Nên là báo cáo của New York Times thì Nguyên thấy nếu ổng biết đó là sự thật thì ổng im lặng giùm tôi đi. Ổng im lặng vài tháng đi. Không chịu. Bây giờ nói trước khi mà gửi binh sĩ là làm gì mà có gửi. Bảo đảm với các quý vị luôn. Ý kiến là nó dẹp qua một bên. Ông Hungary rồi ông Serbi rồi mấy ông đó là ổng ấy bắt bỏ hết. Rồi lên tiếng thà mấy ông không biết lực lượng quân đội NATO có quyền chỉ huy đặc nhiệm, thà không biết nhưng mà biết là mấy ông nêu lên không được, đúng được, phản bác là chết. Mà bây giờ thì cho Nguyên cập nhật và một bản tin liên quan đến Đan Mạch. Nguyên đang ở đây, thành phố Đan Mạch Nguyên đang ở, một thành phố đất nước Đan Mạch hài hòa. Thì các quý vị biết nước nào cũng vậy, thì có người này người kia, mà phần lớn thì mình nói trong phạm vi chung chung đó, phạm vi chung chung thì đất nước Đan Mạch cũng khá là hài hòa, người dân Đan Mạch cũng khá hiền. Tất nhiên là cũng có những sự xung đột chuyện này chuyện kia, nhưng mà nói chung chung là khá hiền. Đan Mạch là một cái quốc gia nhỏ, không có quá nhiều về nhân lực và cũng không phải là một cái quốc gia có nhiều vũ khí. Thì trong nguyên là đất nước Đan Mạch không có sản xuất về vũ khí. Đan Mạch mua không à? Phần lớn là mua. Mua của Mỹ, mua của Pháp, mua của những quốc gia đồng minh lân cận của Thụy Điển v.v. Phần lớn là Đan Mạch mua. Nhưng mà Đan Mạch đã đóng góp trong cái cuộc yểm trợ cho Ukraine rất là nhiều. Đan Mạch đã chia sẻ rất là nhiều. Thí dụ Đan Mạch đã chia sẻ F-16 nè, mình kêu là F-31 đó. Của Đan Mạch đã chia sẻ cả luôn gần 20 cái cannon Caesar mà Đan Mạch đã đặt cho Pháp, gửi cho Ukraine hết. Không giữ cái nào luôn, gửi Ukraine luôn. Đan Mạch bữa nay thì đã công bố thêm cái gói viện trợ cho Ukraine, đó là 750 triệu. Đây một con số cực kỳ là lớn các bạn. 750 triệu. Thêm nha. Với cái tình trạng của Ukraine thì Đan Mạch cũng muốn đóng góp thêm trong cái gói trợ cấp mà Đan Mạch đã cho rồi. Cho Nguyên nói là đất nước Đan Mạch giàu nhưng dân số ít. Các quý vị phải hiểu là giàu là đất nước người ta có cái nền kinh tế phát triển cao và cái GDP người ta cao, cái GDP đầu trên đầu người người ta cao, nhưng cái GDP của nguyên cái quốc gia thì không cao được, tại vì dân số người ta ít, thuế má nó có bao nhiêu đâu. Nên là cái GDP nguyên cái quốc gia so với những quốc gia lớn thì không bằng. Cái GDP giàu đây là giàu cái GDP trên đầu người. Có nghĩa là tính ra đồng tiền đồng quân thì người ta vẫn là những cái quốc gia đang sống sung túc. Đan Mạch đã cho thêm một cái gói trợ cấp thật là đáng quý, Nguyên phải dùng là thật là đáng quý, trong một cái bối cảnh mà Ukraine lúc nào cũng đang cần vũ khí và thiết bị cả. Và những cái quốc gia Bắc Âu, Nguyên thấy cái sự nhiệt tình về Ukraine rất là nhiệt liệt, rất là nhiệt liệt. Nguyên vẫn bây giờ là Nguyên vẫn thấy đã 2 năm mấy qua, Nguyên vẫn thấy đâu đâu vẫn còn có biểu tượng ủng hộ Ukraine khắp nơi. Lâu lâu người ta vẫn xuống đường biểu tình để yểm trợ cho Ukraine. Và mình thấy cái sự quyết tâm của những chính quyền của Bắc Âu, họ rất là quyết tâm về vấn đề yểm trợ cho Ukraine. Đó là bản tin nho nhỏ của Đan Mạch. Bộ Nguyên nó không phải đơn mặt của Đan Mạch, Nguyên ở Đan Mạch thôi chứ Thụy Điển vừa qua giúp đỡ cũng nhiều nè. Na Uy, Phần Lan giúp đỡ cũng nhiều lắm. Mà Phần Lan còn nhiệt tình hơn nữa, Phần Lan còn chấp nhận gửi binh sĩ nữa. Đó là có nhiều cái quan điểm của những quốc gia Bắc Âu này mình cũng phải nể phục khi dân số họ rất là ít và họ cũng gần biên giới của Nga, rất là gần biên giới của Nga. Và bây giờ cho Nguyên đặt một câu hỏi cho các quý vị. Các quý vị có biết là trên quốc gia này có bao nhiêu quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân không? Nó không có nhiều đâu các quý vị.
để cho các vị biết là vũ khí hạt nhân là một cái vũ khí đáng lo nhất trên thế giới này, là loại vũ khí đang có, là mọi người em e ngại. Lý do mà người ta không đối đầu với Nga là bởi vì Nga có sở hữu vũ khí hạt nhân. Vậy có bao nhiêu quốc gia trên giấy tờ, trong nguyên mạng phép là trên giấy tờ? Vì các vị cũng biết là có nhiều quốc gia họ có, nhưng mà họ giấu mà chẳng ai biết. Nếu các vị nào biết rồi thì cho thì thôi, nhưng mà các vị nào chưa biết thì khoảng có 9 quốc gia, chính thức có 9 quốc gia trên thế giới mà thôi, đang sở hữu vũ khí hạt nhân, 9 quốc gia. Các vị nghĩ coi, trên đất này chúng ta biết bao nhiêu quốc gia, mấy trăm quốc gia, nhưng mà có 9 quốc gia. 9 quốc gia duy nhất trên thế giới. Và chúng ta có thể nêu lên từng quốc gia một ha. Chúng ta nói Mỹ trước đi, Mỹ. Thứ hai chúng ta nói Nga. Thứ ba chúng ta phải nói Anh Quốc. Thứ tư chúng ta phải nói Pháp. Thứ năm chúng ta phải nói Trung Quốc. Thứ sáu chúng ta phải nói Ấn Độ. Thứ bảy chúng ta phải nói Pakistan. Thứ tám chúng ta phải nói Bắc Triều Tiên. Và thứ chín là Do Thái. Chín quốc gia trên giấy tờ đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Mà chúng ta biết, cho Nguyên nói là có vài quốc gia họ chế tạo âm thầm, trong bóng tối chẳng có ai biết hết, nhưng mà họ không bao giờ công khai. Nhưng mà những cái gì chúng ta biết là chín quốc gia này là đang sở hữu vũ khí hạt nhân trên cả toàn cầu. Thì trong đó thì cái điều đáng buồn trong cái đó đó, thì chúng ta có ba quốc gia mà đang nằm trong cái khối độc tài đáng lo, đó là Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là ba quốc gia đã có cái trong chín quốc gia này đã có ba quốc gia độc tài, mình kêu là độc tài đấy nha, đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong đó chúng ta có hai quốc gia lập trường không rõ, Ấn Độ, Pakistan. Mấy ông này lập trường nó mập mờ, không biết ông đứng về bên nào. Mấy ông này là bắt cá hai ba tay, không biết ông bắt bên nào hết. Mấy ông này không biết bắt bên nào. Còn lại thì chúng ta chỉ có Mỹ, Mỹ, Anh, Pháp và Do Thái. Các như vậy. Nên là hiện bây giờ nói về cái vấn đề vũ khí hạt nhân mà chúng ta đưa lên cái bàn cân, nó tương đương đó. Nó tương đương độc tài. Nó tương đương với độc tài. Độc tài và tự do đó nha. Nếu tính con số là nó tương đương đó. 50-50 đó. Cho nói cho các quý vị biết, Nguyên phân tích cho các quý vị rõ là như vậy. Để thứ nhất là cho các quý vị biết là có 9 quốc gia trên giấy tờ chính thức là có vũ khí hạt nhân, mà tính ra đầu đạn hạt nhân là nó tương đương đó. Tương đương lẫn nhau đó các quý vị à. Nó không thua kém đâu, độc tài không thua kém tự do đâu. Nguy hiểm lắm đấy. Một bên 33 đó, còn mấy ông kia thì độc lập. Tự do là Pháp, Mỹ, Anh Quốc. Độc tài là Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Ba ông độc lập, ba ông không có nghiêng vào là Do Thái, Ấn Độ, Pakistan. 50-50 đó. Đó, chứ chúng ta không có nhiều hơn đâu nha. Chúng ta không có nhiều hơn đâu. Về vũ khí hạt nhân chúng ta không có áp đảo hơn. Đó là tương đương lẫn nhau giữa độc tài và tự do. À, nên là tất nhiên là chúng ta chưa nói về cái chất lượng. Trong nguyên mạng pháp là Nguyên không có nói về chất lượng. Về chất lượng thì chúng ta cũng biết là cái vũ khí của Trung Quốc thì chắc chắn là nó kém hơn rồi. Nhưng mà chúng ta không nói về chất lượng. Nguyên chưa nói là khoảng tầm có 3 quốc gia tự do và 3 quốc gia độc tài. Con số nó gần tương đương lẫn nhau, gần. Chứ nó không thể bằng chính xác một con số 100% là gần tương đương lẫn nhau. Nên đây nếu một ngày nào đó cuộc giao tranh nó có thể bùng phát giữa độc tài và tự do, thì cái tầm nguy hiểm của nó cực kỳ là cao. Và phần thắng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân hình như là không có cả hai bên. Bởi vì đó có nghĩa là hai bên đều có thể bị tiêu hủy. Thì đây là một cái bổ sung về kiến thức để cho các quý vị biết được là những liên quan đến chiến tranh, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, thì chúng ta phải cần biết thêm những chi tiết cụ thể về liên quan đến vấn đề này. Cho Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng hấp dẫn của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Bye bye. Anh
có nghe lời núi sông reo gọi. Chịu chịu bàn tay một lòng tiến tới, dẹp cương quyền đang hút máu dân đen. Này em thấy trăng giọt lệ mẹ đêm đêm, tóc heo bạc nhớ cháu con xa lạc. Đồng ruộng non sông không còn ngân vang, câu hò tiếng hát khổ lụy oan hơn chồng chất bao năm. Chúng xẻ đất cha chia giặc ngoại xâm, giết hại hiền lương công dân biển mẹ. Nổi lửa lên em, xem gió mặt loài quý dữ, đốt lửa đi anh. Đồng tâm siết chặt triệu bàn tay, hời hồn tiên tổ liệt sĩ anh linh, xin hãy quay về hội tụ, xin hãy quay về nghe lời thề của tuổi trẻ Việt Nam. Quyết diệt độc tài cộng sản bất nhân, quét sạch tham ô hung tàn đảng trị. Giờ đã điềm hãy vùng lên anh, giờ đã điềm hãy vùng lên em, nâng chuyện lửa hồng soi sáng quê hương, dựng cờ tự do trên vạn eo đường. Đốt lửa đi anh, nổi lửa lên em. Này anh có nghe lời núi sông reo gọi. Thế hệ Việt Nam hôm nay cùng đứng dậy hiên ngang. Này em thấy trăng giọt lệ mẹ đêm đêm, tóc heo bạc nhớ cháu con xa lạc. Nổi lửa lên em, xem rõ mặt loài quý dữ, đốt lửa đi anh. Hãy bứt phá sinh diệt, hỡi hồn tiên tổ liệt sĩ anh linh, xin hãy quay về hội tụ, xin hãy quay về nghe lời thề của tuổi trẻ Việt Nam. Quyết diệt độc tài cộng sản bất nhân, quét sạch tham ô hung tàn đảng trị. Giờ đã điềm hãy vùng lên anh, giờ đã điềm hãy vùng lên em, nâng chuyện lửa hồng soi sáng quê hương, dựng cờ tự do trên vạn eo đường. Đốt lửa đi anh, nổi lửa lên em. Đốt lửa đi anh, nổi lửa lên em. Đốt lửa đi anh, nổi lửa lên.